Trong buổi lễ cưới, cô dâu chú rể bước từng bước chậm rãi đi trên trung tâm sân khấu. Tuy nhiên, cô dâu lại chỉ nhìn chăm chăm vào một góc trong đám người, dường như đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Chú rể thấy bước chân cô dâu chậm lại liền đi tới kéo tay cô đi. Kết quả cô dâu không cẩn thận dẫm vào váy cưới. Cứ như vậy, chiếc váy cưới của cô dâu bị tuột xuống, thế giới dường như đóng băng lại. Hàng hóa đều bị lộ hết ra. Tất cả mọi người có mặt đều vô cùng chấn động. Cho dù cô dùng tay nhanh chóng che chắn nhưng cũng đã muộn rồi. Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy hết. Cứ như vậy, một lễ cưới cổ tích ban đầu lại trở thành trò cười. Sau chuyện này, bố của cô dâu đi đến văn phòng luật sư. Ông là tài phiệt có tiếng trong nước, tài sản cả trăm tỷ. Hôm nay ông ấy tới chính là vì muốn đòi lại công bằng cho con gái của mình. Ông cho rằng là thất trách của khách sạn mới khiến cho váy cưới của con gái bị tuột, khiến cho ông và con gái đều mất hết thể diện với quan khách tham dự. Ông đã bỏ hơn 200 triệu để tổ chức lễ cưới này, mời hơn 1.000 quan khách. Tuy nhiên, con gái lại bị khách khứa nhìn thấy hết hàng họ trong đám cưới. Ông phải kiện khách sạn để đòi lại đền bù tương ứng. Tuy nhiên, giám đốc cảm thấy chuyện này vẫn chưa có chứng cứ xác thực để chứng minh khách sạn là bên chịu trách nhiệm. Bà cũng không dám mạo hiểm tiếp nhận vụ án này. Nhưng đối phương trực tiếp nói ra con số 100 triệu tiền thù lao. Chuyện này khiến giám đốc phải suy nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên đàm phán lại. Do đó, giám đốc liền hỏi đối phương hy vọng có thể được đền bù khoảng bao nhiêu. Ông ta cũng không khách khí, trực tiếp nổ ra con số cũng nhỏ, có 1 tỷ. Chuyện này khiến giám đốc rất khó xử. Trong tình huống còn chưa làm rõ chân tướng sự việc đã đưa ra một con số bồi thường cao như vậy rồi, bà không khỏi cảm thán đối phương đúng là người làm ăn. Chuyện này mà cũng lấy ra để kiếm hời được nữa. Giám đốc bày tỏ bồi thường cao như vậy khả năng là hơi khó. Tuy nhiên, đối phương lại mỉa mai, hóa ra mấy người cũng giống văn phòng luật sư Tay San, làm như quần. Giám đốc quả nhiên không chịu nổi cách châm biếm này, do đó liền vui vẻ đồng ý với ông. Tất cả mọi người ngay lập tức tổ chức cuộc họp. Rốt cuộc phải lấy lý do như thế nào để yêu cầu bồi thường? Khách sạn rốt cuộc tổn hại đến lợi ích gì của cô dâu? Chuyện này bọn họ vẫn đang thảo luận không ngừng. Do đó quyết định trước tiên sẽ đi tìm cô dâu tìm hiểu rõ tình huống. Giang Hu và đồng nghiệp đi đến nhà của cô dâu. Nhưng Giang Hu vừa đi tới nơi này chỉ quan sát quang cảnh bên trong phòng, không quá để ý tới cô dâu. Bọn họ cũng đã nắm sơ qua được tình huống. Hóa ra cô dâu quen với chú rể thông qua ông nội anh. Ông ấy là chỉ huy trong giáo hội, còn cô là người đánh đàn piano. Quen biết lâu rồi, ông liền giới thiệu cháu trai cho cô dâu, đồng thời tác hợp hôn nhân cho cả hai. Nhưng sau đám cưới này ông nội lại cực kỳ thất vọng, thậm chí còn đề nghị hủy hôn. Còn việc tuột váy cưới cô lại cho rằng là trách nhiệm của nhân viên khách sạn. Trước đám cưới cô đã thử qua váy cưới, cảm thấy rất vừa vặn, nhưng hôm cưới mặc vào lại thấy rất rộng. Cô cũng nói chuyện này cho nhân viên khách sạn nhưng cô ấy lại nói váy cưới không thể biến to được, chỉ là cô dâu đã gầy đi mà thôi. Cuối cùng nhân viên chỉ may qua loa phần đằng sau váy cưới. Tuy nhiên khi đó không có người của mình đứng ra làm chứng. Cô dâu nói với bọn họ, bạn của cô chẳng có một ai tới tham dự. Lúc này Giang Hu đột nhiên nói ra nghi vấn của bản thân, tại sao trong phòng có nhiều ảnh như vậy nhưng lại không có ảnh cưới? Lẽ nào cô ấy không yêu chú rể hay sao? Hơn nữa trên tay cô cũng không đeo nhẫn cưới mà tùy ý vứt nó ở trên bàn trang điểm. Cô dâu không hề nói ra đáp án. Do đó bọn họ liền đi tìm chú rể. Anh ta cũng đang phát sầu vì chuyện vừa xảy ra. Váy cưới của cô dâu bị tuột khiến anh chỉ muốn đội bô. Tuy nhiên người buồn nhất lại là ông nội anh. Váy cưới cô dâu bị tuột, bên trong lộ ra một hình xăm lớn. Tuy nhiên hình xăm của cô lại là quan âm Bồ Tát. Ông nội là một tín đồ của đạo Kitô. Tuy nhiên cháu dâu này lại theo tín ngưỡng Phật giáo. Chuyện này khiến ông rất tức giận. Ông rõ ràng đi theo đạo Kitô, thế mà cháu dâu lại theo đạo Phật. Đây không phải muốn khiêu chiến ông hay sao? Do đó ông nội liền đề nghị hủy hôn. Chú rể cũng đưa ra một sự việc cả hai vẫn chưa tìm hiểu nhau kỹ. Cô dâu bởi vì xảy ra chuyện này tính cách cũng trở nên khó hiểu, hiện giờ đang tiếp nhận tâm lý trị liệu. Tuy nhiên cô dâu lại không hề đề cập với bọn họ chuyện này. Đến cuối cùng chuyện này lại trở nên càng lúc càng phức tạp. Giang Hu cũng ít nhiều cảm thấy đối phương có chuyện gì đó đang che giấu bọn họ. Giang Hu mặc váy cô dâu bước ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cô mặc váy cưới. Jun Ho đứng hình rồi. Anh trước giờ chưa từng nhìn thấy tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy. Giang Hu nhìn thấy biểu cảm của anh thì vô cùng vui vẻ. Anh mê em rồi đúng không? Để tìm hiểu vụ án, Giang Hu và Jun Ho cải trang thành vợ chồng đi tới khách sạn đặt váy cưới và nơi tổ chức. Bọn họ nói với giám đốc bởi vượt tốc độ, do đó bọn họ bị thúc giục phải tổ chức đám cưới, hy vọng giám đốc có thể đưa ra một phương án. Bọn họ chọn chiếc váy cưới giống như cô dâu trước, đồng thời nói với đối phương Giang Hu vì quá gầy, liệu có khi nào sẽ bị tuột váy cưới hay không? Bị tuột, vừa nghe thấy từ này giám đốc lại hồi tưởng đến sự việc hôm đó, không khống chế được cảm xúc của mình và cười lớn. Cảm thấy mình hơi ô dề, cô ngay lập tức chuyển sang chủ đề khác. Đúng vào lúc này bọn họ nhận được một tin tức then chốt. Hóa ra sau sự việc váy cưới bị tuột, khách sạn của bọn họ có đổi việc một nhân viên. Jun Ho đi tìm đồng nghiệp của cô ấy. Vốn định nghe ngóng về tình hình của nhân viên bị đuổi việc, đồng nghiệp lại nói với họ người đó đã đi ra nước ngoài. Nhưng nếu là vì sự việc váy cưới bị tuột, cô có thể đứng ra làm chứng. Bởi vì cô cảm thấy quả thực là lỗi từ phía khách sạn. Cô không muốn làm trái lương tâm của mình. Hôm diễn ra hôn lễ, đồng nghiệp không cẩn thận đã làm hỏng váy cưới, căn bản không kịp sửa chữa. Do đó giám đốc quyết định tìm một chiếc váy giống vậy thay thế. Nhưng chiếc váy này lại rộng hơn váy cũ, do đó mới dẫn tới khả năng dễ bị tuột. Cuối cùng nhân viên đó cũng vì thế mà bị đuổi việc. Nhưng đây cũng chỉ là thất trách của nhân viên, trách nhiệm chủ yếu nhất vẫn không thể quy về phía khách sạn được. Lúc này luật sư đối phương lại tìm ra một điểm chí mạng từ phía cô dâu. Sau sự việc váy cưới bị tuột đó, cô dâu đã đăng một bài tâm sự trên mạng xã hội. Hôn lễ bị hủy cô ngược lại còn cảm thấy rất vui. Hiện giờ nhà trai đề nghị hủy hôn, cô ngược lại còn cảm thấy đây là chuyện tốt.
Chỉ cần cô cố gắng thêm nữa, cô không cần phải kết hôn rồi. Cô căn bản không muốn gả cho một người đàn ông mà mình không biết. Cũng chính là cô căn bản không cảm thấy đau buồn bởi vì sự việc này. Sự việc váy cưới bị tuột này không hề dẫn tới ảnh hưởng tinh thần với cô, ngược lại còn cảm thấy rất vui vì không phải kết hôn nữa. Do đó, khách sạn không cần phải đền bù phí tổn hại tinh thần cho cô. Không thể ngờ vụ án lại có biến hóa như vậy. Chuyện này đối với bọn họ rất bất lợi. Bọn họ tổ chức một cuộc họp gấp. Cô dâu cũng thành thật nói với mọi người mình không muốn gả cho đối phương. Chỉ là đối phương đồng ý cho một mảnh đất có thể đầu tư làm sính lễ, do đó bố cô đã rất vui vẻ đồng ý hôn sự này. Câu nói này của cô dâu lại khiến Giang Hu nhìn ra trọng điểm. Vậy thì quá tốt rồi. Miếng đất này sẽ thành then chốt. Đối phương vốn dĩ là muốn tặng cho cô dâu, nhưng bởi vì váy cưới bị tuột, lộ ra hình xăm quan em Bồ Tát sau lưng cô. Chuyện này đã khiến ông nội chú rể vốn là tín đồ Kitô vô cùng phẫn nộ, do đó đã đề nghị hủy hôn. Do đó hiện giờ tạo thành không chỉ có phí tổn hại tinh thần, càng quan trọng hơn là dẫn tới tổn thất về kinh tế. Anh nghe có hiểu không? Vậy nên cô sợ tôi nghe không hiểu mà hỏi tôi hay sao? Do đó bọn họ quyết định lấy điểm này ra để kiện đối phương. Tuy nhiên giá trị miếng đất này lại lên tới 33,2 tỷ won. Chuyện này khiến ông bố sướng thôi rồi. Đây không phải mục đích của ông hay sao? Tuy nhiên tòa án chắc chắn sẽ không bởi vì chuyện nhỏ hoang đường như vậy mà phán đền bù cao đến thế. Thế nhưng bọn họ vẫn có thể tiếp tục đưa ra kiện tụng, cuối cùng yêu cầu đối phương thỏa thuận hòa giải, bồi thường 10% tổn thất. Cho dù chỉ có 3,3 tỷ won cũng đã đủ khiến ông bố sướng hết người. Ông lập tức áp dụng luôn cái kiến nghị này. Nhưng lúc này cô con gái lại đứng ra. Đây là chuyện của bản thân cô. Váy cưới bị tuột đã khiến cô mất hết mặt mũi. Cô không muốn trở thành con rối vì lợi ích. Tuy nhiên suy nghĩ của cô không quan trọng. Ông bố căn bản không để tâm đến cô, cố chấp đề nghị kiện tụng. Sự tình cũng tiến triển rất thuận lợi. Thân là chú của chú rể, ông chủ khách sạn cũng biết được chuyện tặng đất làm sính lễ. Thấy sự việc sắp được chốt hạ nhanh gọn, hai bên đạt được hòa giải, phía khách sạn chấp nhận bồi thường. Tuy nhiên lúc này tòa án lại có một cô gái bước vào. Cô dâu nhìn thấy cô ấy, cô giơ tay đứng lên bày tỏ ý kiến. Tôi muốn hủy kiện. Cô ấy lại muốn hủy kiện lúc này, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Hóa ra vào trước đó cô dâu đã đi tìm Giang Hu. Cô nói với Giang Hu mình không muốn kết hôn, cũng không muốn bởi vì chuyện này mà Mỹ ai ai cũng biết. Do đó muốn hủy vụ kiện, hỏi Giang Hu có cách nào tốt hay không. Giang Hu thông minh sớm đã nhìn rõ tất cả, cô cũng không biết cách làm của bản thân là đúng hay sai. Do đó liền nói với cô ấy bốn chữ. Tôi muốn hủy kiện. Cô chỉ cần nói như vậy là được rồi. Cứ như vậy tòa án sẽ xác nhận yêu cầu hủy kiện của cô ấy. Hai bên sau khi thống nhất ý kiến, vụ án dừng lại tại đây. Tuy nhiên ông bố thì tức đến nỗi tí thì ngất luôn ra đây. Cô dâu nói với bố mình muốn quyết định hôn nhân của mình, cuộc đời của mình. Cô không muốn gả cho một người mà mình không thích. Nếu như bắt phải gả, cô hy vọng mình có thể gả cho tình yêu. Ôi trời!